Khiếp, có cái khăn bé tí này mà 250.000 nhỉ? Giá là 690.000 chị ạ. Ôi, đắt nhỉ? Em ơi, khăn quàng cổ bên em giá như thế nào đấy? À, dạ khăn quàng cổ thì bên em có nhiều loại và nhiều mức giá. Giá sẽ dao động từ 250.000 đến 4 triệu ạ. Đâu, cho chị xem cái 250.000 đi. À đây ạ, à, đây chính là khăn lụa vuông size 50-50, giá là 250.000 ạ. À, khăn vuông à? Khiếp, có cái khăn bé tí này mà 250.000 nhỉ? Dạ đây là khăn lụa tơ tằm dệt thủ công đấy chị ạ. Ồ, chị muốn mua khăn dài cơ, khăn dài rẻ nhất bên em giá bao nhiêu? À, dạ khăn dài giá thấp nhất thì bên em có dòng khăn đũi kẻ tơ hai đầu này giá là 390.000 đấy chị ạ. Cái này là rẻ nhất rồi đấy à? Vâng. Vải này sao không giống vải lụa nhỉ? Vải này là vải gì đấy? Dạ đây là khăn quàng đũi tơ tằm chị ạ. Cả khăn quàng đũi và khăn lụa bên em thì đều được dệt hoàn toàn từ tơ tằm tự nhiên. Nó chỉ khác nhau về cách dệt thôi ạ. Chị không thích chất này lắm, khăn lụa như kia thì giá như nào? Dạ khăn lụa dài mà giá thấp nhất của bên em thì em có cái dòng khăn lụa trơn này, giá là 690.000 chị ạ. Ôi, đắt nhở? Không biết là chị đang muốn mua quà tặng ai và ngân sách là bao nhiêu tiền để em tư vấn mẫu cho phù hợp ạ? Chị đang chọn quà trung thu cho công ty để tặng khách người Hàn Quốc. Ngân sách mỗi set tầm 500 thôi. Nếu như có set phù hợp thì chị chọn 50 set. Wow. Dạ vâng ạ. Vậy khách của chị là nữ hết ạ? Không, chị cũng không biết là bao nhiêu nam bao nhiêu nữ, nhưng hầu hết là nam đấy. À, nếu vậy thì em nghĩ là chị nên chọn cái dòng khăn quàng đũi tơ tằm này thì sẽ thích hợp hơn ạ. Tại vì là khăn này thì nam và nữ đều dùng được. Còn nếu mà chọn khăn lụa thì chị có chọn cho nữ thôi ạ. Thế à? Với cả là với ngân sách là 500.000 thì theo em chị có thể chọn một set quà gồm một cái khăn quàng đũi tơ tằm loại 450.000 này, mình kết hợp với lại một cái khăn mặt tơ tằm 100.000 thì mình sẽ được một cái set quà nó đẹp và đầy đặn như cái set này đấy chị ạ. Và chị mua 50 set thì bên em sẽ chiết khấu thêm 10% nữa. Ừ, cũng đẹp. Nhưng mà chị sợ tặng khăn đũi thì người ta không biết là khăn tơ tằm Việt Nam thôi. Dạ, cái đấy thì chị cứ yên tâm ạ. Cái thứ nhất là các sản phẩm của bên em đều có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh đi kèm. Thế nên là khi người ta đọc thì người ta sẽ biết đấy là khăn tơ tằm ạ. Cái thứ hai là cái khăn quàng đũi tơ tằm này thì là một sản phẩm rất là đặc trưng của Việt Nam mà không nơi nào trên thế giới có được đâu chị ạ. Thế à? Vâng, khăn quàng đũi tơ tằm này được vê tay và dệt thủ công hoàn toàn tại làng đũi Nam Cao, một làng nghề đã có lịch sử hơn 400 năm nay rồi ạ. Khăn này là sự kết tinh của tài hoa của người thợ cũng như là giá trị văn hóa của làng nghề đấy ạ. Ừ, nghe cũng hay nhở. Và cái sản phẩm khăn quàng đũi tơ tằm này của bên em rất là được các vị khách nước ngoài yêu thích đấy ạ. Khách của bên em qua đây mua để tặng cho đối tác người Hàn, người Nhật rất là nhiều đấy chị cứ yên tâm. Thế này đi, chị đồng ý chọn set cùng một khăn quàng đũi tơ tằm và một khăn mặt tơ tằm. Nhưng mà chị muốn bên em gửi riêng cho chị một file về câu chuyện văn hóa của hai sản phẩm đấy để công ty chị làm thiệp riêng gửi tặng đối tác. À vâng ạ, chị cứ kết bạn với bên em thì bên em sẽ gửi file cho chị ạ. Ừ, mà khăn quàng đũi bên em có những màu gì đấy? Dạ, khăn quàng đũi này thì hiện tại bên em có 9 màu ở đây đấy chị ạ. Trừ màu tím với màu hồng này ra, còn lại các màu em xếp đều vào các set cho chị nhé. À vâng ạ.